20 năm rồi. 20 năm rồi. Ừ. Chị ở đâu? Lúc năm 99 đó giờ lận. Ở 19 này luôn hả? Dạ. Ồ dữ dằn vậy. Gốc chị là người của chị là người Phú Yên. À, Phú Yên. Rồi cha mẹ không có, rồi chị em dẫn nhau đi lang thang bụi đời mà rồi. Còn có bán chị. Ồ. Đây đi. Cái này rồi sao? Mái tôn nó bị hơi gió mạnh quá nó đẩy qua bên đó. Wow. Vậy cho nên ủa? Ở trong đây là chị nấu cơm ăn. Trong đây luôn hả? Đúng rồi, chị nấu trong đó luôn. Rồi em bước vô chị luôn nha. Vô ơi. Ôi giời. Wow. Trời ơi. Đồ đạc thì tùm lum tùm lá. Nấu cơm ở đây luôn. Chị nấu cơm ở đó luôn. Dạ. Ở nhà có nấu củi. Dạ. Nấu đồ ăn trước à, nấu cơm cuối cùng rồi dần luôn. Dạ. Rồi cái gì mà mình không dùng được đó thì sao mình không bỏ đi chị? Tại vì mấy cái quần áo cũng đang mặc á em à. Dạ. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay thì Phương không quay đường phố. Vì sáng nay đó thì mưa, thời tiết mưa đó bà con các bác chị. Thì sáng nay thì Phương sẽ đi từ thiện một cái hoàn cảnh ở trên núi. Nghe nói là cái hoàn cảnh của cái chị này đó, ở trong cái căn nhà tạm bợ che bằng tôn, mà tôn cũ đó bà con các bác anh chị. Có hai ba người điện luôn. Thì lần đầu tiên Phương vô trong này coi cái hoàn cảnh như thế nào. Vị trí Phương đang đứng này, thôn Đất Lành, xã Quỳnh Thái. Bây giờ bà con cô bác đi với Phương ha, để Phương coi cái hoàn cảnh của chị này như thế nào. Chị này là tên Liễu đó bà con cô bác chị. Ở đây cũng có mấy căn nhà cũng ở trên cốc như trên núi nè. Không có ai Phương hỏi ha. Sáng nay thì thời tiết mưa quá trời luôn. Bây giờ là trời bắt đầu nắng lại rồi. Hôm nay thì Phương cũng nhờ một cái anh quay phim với Phương. Ảnh thấy Phương hay đi quay phim đó, ảnh cũng đam mê. Ảnh thì thích quay du lịch chỗ này chỗ kia đó. Anh nói thì thôi theo Phương coi Phương quay như thế nào, rồi nói chuyện với mọi người như thế nào đó. Nói chung là Phương thì không nói chuyện hay gì, nói chung là ảnh cũng mến Phương. Rồi ảnh nói thì thôi hôm nào thì có cái chỗ nào mà Phương cần anh quay đó thì anh cầm máy cho Phương. Ồ, mới cơn mưa thôi mà nước nó chảy nó xói nè bà con cô bác chị. Sớm này là cũng là sớm núi luôn ha. Ồ, ngay chỗ đây là cây mương. Nước nó chảy lớn lắm nè. Gốc cây nó lòi. Gia đình chị kia. Wow, cái nhà nè. Chào chị. Dạ, chị có phải tên Liễu không? Dạ phải. Hôm có người nói đó, hoàn cảnh của chị ở trên này, nhà trên này. Rồi, trời ơi. Chuột không ra gì hết. Trời. Bà chị bà không thấy đường, bà không đi đứng gì được á, bà ngồi chỗ miết vậy á. Dạ. Bị tập trong bụng hồi nhỏ. Dạ có nghe nhiều người nói đó. Chị ở đây lâu chưa? Dạ ở 20 năm rồi. 20 năm rồi. Chị ở đâu? Lúc năm 99 đó giờ lận. Ở 19 này luôn hả? Dạ. Ồ dữ dằn vậy. Gốc chị là người của chị là người Phú Yên. Phú Yên. Rồi cha mẹ không có, rồi chị em dẫn nhau đi lang thang bụi đời, rồi đi vô đây gặp ở đây, rồi xin mấy người ở nhờ gần đây nè, là tá túc ở đây luôn. Chứ hồi giờ là dẫn đi tứ xứ, dẫn đi vô trong Cà Ná, đi Cam Ranh, đi đồ tá lả tùm lum. Ở gầm cầu, ở liều chợ, rồi ở bến xe, đồ chỗ nào cũng có. Để chỗ nào mà người ta không đuổi là ở được, ở vô nghĩa địa rồi ở luôn. Vậy là ngay chỗ này là tồn tại lâu nhất hả? Đó, tồn tại chỗ đây là 20 năm rồi. 20 năm rồi.
Cái thời kia hả, không có cái mùng, không có chiếc chiếu, không có cái mền luôn á, đi nằm ngoài đường ngoài xá vậy về, kiến đồ gũi đồ nó cắn tùm lum á. Bây giờ thì về đây á, chị đi với người nhâm nhựa, cứ ai dục mùng cũ mùng đồ á, chị lụm về chị treo, chị nằm đại thứ vậy á, thì nó có. Ồ, ở nên em tới mùa mưa rồi sao chị? Mùa mưa rồi, mưa nó lớn nó tạt, tạt vô làm sao? Thì đó, thì... anh Calamen, đây này, bên phía bên này này. Bữa giờ mưa lớn quá, cái nó tạt nó chảy xuống, mẹ con ướt mềm như chuột lột quá. Mẹ con ngủ ở trong đây, còn bà chị thì ngủ ở đây. Cái mùa mà năm 2018 đó, đợt mà mưa lớn đó. Rồi mình ở đây rồi nước nó có xối vô nhà mình không? Nước thì nó không có chảy vô, nó chỉ ướt ướt một chút đỉnh thôi à. Không à. Không có tạt thẳng vô không hả? Nó không có chảy vô nhà. Đó tại cái nhà vì... chị nè mà con có bánh chị. Ô, tại đi cái này rồi sao? Mái tôn nó bị hơi gió mạnh quá nó đẩy qua một bên đó. Wow. Vậy cho nên nhà cửa nó mới tanh bành vậy nè. Thôi bây giờ chị dẫn em vô nhà ha. Rồi ngồi nói chuyện với chị chút xíu ha. Ê, vui lòng thông cảm mà ngồi ở dưới đây cho cũng không có cái chỗ ngồi nha, vô ngồi chỗ đây nè, đó, chứ chỗ đây thì nó cũng ướt. Đó. Rồi bịch nhựa ở đây là chị lụm, chị quay cho khán giả xem. Ủa cái bịch nhựa này là chị dồn lại là chị có bán không hay là? Chị đi lụm về để bán á, chị đi lụm nhôm nhựa cũng hai mấy năm nay rồi á. Lụm về rồi cũng chị em mẹ con đồ sống với nhau vậy á. Chứ giờ mình cũng đâu có làm thuê làm mướn gì cho ai. Cái này là chị lượm rồi, sao chị không bán đi chị đỡ đây? Tại vì chị cứ lượm về chị dục đây, à khi nào chị rảnh là chị mới bắt đầu chị phân loại ra. Đó, cái này là nó lộn xộn, nó nhiều loại lắm đó, nó vậy á. Đó. Mai mốt lửa ra chai luôn, la lon rồi xong bắt đầu mưa mới bán. Còn cái này là chỉ có mới lượm về là dục đại mới thôi. Mới lượm là như vậy, cái này mấy tháng rồi chắc mấy tháng rồi. Thì đó thì cũng mấy tháng rồi, nhưng mà ý là mình cứ lượm mình dục dồn đây thôi chứ mình chưa lựa ra đó, kiểu đó vậy á. Còn cái này là ướt rồi sao chị bán được? Thì chừng đó rồi mình banh ra mình phơi với em ạ. Banh ra nắng chỗ đây đồ phơi nè. Sao ngày nay hôm nay là chị không đi lượm? Thì bây giờ, kiểu như chị làm công việc cho chị á, không làm thuê làm mướn gì cho ai, giờ nào chị đi cũng được hết á. Đó, kiểu nó như vậy á. Giờ nào chị đi cũng được ha. Mà mùa này thì mùa cũng mùa mưa rồi. Giờ chắc lượm được bao nhiêu? Thì mùa mưa rồi thì nó càng khổ hơn á em ạ. Giấy đồ đây nó ướt rồi lượm bán nó không được. Đó, kiểu nó như vậy á. Như một đống này là bao nhiêu tiền? Đóng này mấy lâm đồng trong này đâu em, này cỡ 100 ngàn là hết ách này. Chủ yếu là người ta cho chị lượm thôi chứ đâu có mua bán gì ha. Chị đi lượm với lại ai cho rồi vậy á, chứ chị cũng không có mua. Mà nói thẳng ra mua nó có mối có bạn hàng hết rồi. Mình lạ người ta không có bán cho mình. Lâu lâu ai kêu mua thì chị cũng mua. Thôi em chị vô nhà. Ủa cái này bé này là cái gì? Con của chị á. Rồi ông xã chị đâu? Ông xã bỏ đi ưng bà khác lâu rồi. Bỏ lâu chưa? Có bầu nó là ông bỏ ông đi rồi. Rồi cũng tự chữa tự đẻ tự nuôi mình á. Rồi giờ nó đang học lớp 3 rồi. Học lớp 3. Là nó 8 tuổi rồi đó. 8 tuổi rồi. Rồi học có giỏi không? Hay là chị bỏ đi suốt rồi cháu tự đi tự về? Hay là chị cũng đưa đón cháu chứ. Học cái trường ở trên đây nè. Cũng gần đây ha. Đúng rồi, học cái trường ở trên đây. Mai mốt lớn là mới ra trường Quỳ Mỹ Gia. Con tên gì? Con tên Trần Hân Quốc. Không có học... cha lấy họ mẹ. Học toán toán mấy điểm? Được 9 điểm. 9 điểm, ok ha. Nó học thêm gì không chị? Dạ, cô cũng đang dạy thêm môn toán với môn tiếng Việt đúng không con? Cô đang dạy thêm hai món. Rồi đi chị. Rồi nước. Nước là chị xuống dưới kia chị xách về chị xài. Xách, chị không có xài điện. Rửa tay xách không cơ? Dạ được rồi. Ồ, chị vô em hỏi chút xíu ha. Wow. Trời ơi, sao nằm đây không hiểu làm sao nằm đây ta? Thì bà chị nằm đây, còn hai mẹ con là nằm đây. Đó. Còn chỗ đây chỉ để ngồi chơi rồi vậy thôi. Ồ, còn cái này nữa nè. Trời ơi, văng hết được cái này sao không bỏ đi chị? Văng nó tạt vô ngược lại. Để đó, rinh dục ra ngoài. Tại vì bữa vừa rồi thằng em nó dọn nhà, nó cho cái bàn cũ. Ồ, cái gì cũng lâu với nhà.
À, cái mái tôn nó bị hư vậy cho nên nó rớt xuống, nó hư cái bàn luôn. Dạ. Ồ, phía sau này đâu có mấy cái tôn này, chị cũng người ta lượm người ta cho thôi chứ. Ừ, thì đó. Cái đợt bão năm 17 á, là coi như hả, nó quơ rinh nguyên cái chòi này, nó dục xuống đám đất trống kia luôn. Xong bắt đầu mới lượm ba cái tôn cũ này dần xanh quanh, còn bỏ năm mấy triệu mua dàn tôn mới đó lợp ở trên nè. Để cho nó đỡ dột quá, chứ còn tôn này là nó rách hết rồi, à, lủng hết. Dạ. Ở đây có cái đèn đèn năng lượng. Đèn năng lượng cũng từ thiện cho em. Dạ. Đó. Tại vì chị không có xài điện á. Dạ. Nên nó cho cái bóng điện đó ban đêm nó sáng. Dạ. Trời ơi, sao không gọn lại đi chị. Đồ đẹp này. Ồ, cái trên này ướt hết rồi. À thì đây nè, đó. Hồi đêm giờ mưa lớn quá nó ướt hết rồi nè. Ừ. Ồ. Ủa? Ở trong đây là chị nấu cơm trong đây luôn hả? Đúng rồi, chị nấu trong đó luôn. Rồi em bước vô chị luôn nha. À, vô ơi. Ôi giật. Wow. Trời ơi. Đồ đạc thì tùm lum tùm lá. Nấu cơm ở đây luôn. À, chị nấu cơm ở đó luôn. Dạ. Ở nhà có nấu củi. Dạ. Nấu đồ ăn trước và nấu cơm cuối cùng rồi dần luôn. Dạ. Rồi cái gì mà mình không dùng được đó thì sao mình không bỏ đi chị? Ê, tại vì mấy cái quần áo cũng đang mặc á em à. Dạ. Cái này là cũng là cái chòi á. À, cái chòi chưa hoàn thiện. Cái này là cái ổ á. Dạ. Cái ổ mẹ con chị em ở á. Dạ. Rồi ông xã chị là người ở đâu? Ông xã cũng người ở đây nhưng mà gốc thì cũng Bình Định. Dạ. Rồi chị ngồi đi, em hỏi chút xíu ha. Chị ngồi đi. Đó. Chị có cái chỗ nào khô đó. Đúng rồi. Dạ. Thì chủ yếu là tụi em á chứ còn chị dễ lắm sao được. Không sao, em ngồi đây cũng được. Rồi chị ngồi đi ha, em hỏi đi ha. Dạ. Nghe cháu vô ngồi. Con vô đây. Đó, cứ ở vậy, cứ tá túc qua ngày đoạn tháng vậy, cứ đi làm về rồi sinh sống vậy. Dạ. Thì cũng có nhiều người nói với em là ở trên đây, tự vì em cũng hay đi vô cái đất lành đó mà không có ai nói hết. À, đúng rồi. Thì sáng nay thì cũng có vài người nói với em, nói có giúp đó thì để lên giúp cái hoàn cảnh chị ở trên rừng trên núi rồi đó. Cái này là đụng núi rồi nè. Dạ. Nó không còn đường để đi nữa luôn ạ. Cái này là cùng đường rồi đó. Dạ. Cho nên ở hóc hẻm này cũng ít có ai biết. Dạ. Chị của chị đó. Ừ. Rồi mỗi lần mà di chuyển vùng này đến vùng nọ đó thì cũng khó khăn ha. Thì đó. Dạ. Như chị này dùng sức chị kẹp cho nách và chị dẫn đi chừng bước một bước vậy á. Dạ. Nhưng mà còn thêm đứa con nữa. À. Thêm bé kia nữa. Thì vậy. Rồi đồ đạc lỉnh khỉnh nữa. Vậy cho nên cuộc sống nó cũng vất vả vậy á. Chị di chuyển là bao nhiêu nơi rồi mới tới đây là ổn định hơn. Cái đây là tạm thôi chứ sau này mấy lần mấy chỗ rồi. Mười mấy chỗ rồi đó. Mười mấy chỗ rồi. Rồi chỗ đây lần đầu tiên là đựng có dài cái quần áo trong cái bị bóng thôi, rồi xong cứ người này cho người kia cho, lần lần nó đĩ ra thêm nhiều vậy á. Dạ. Cứ người ta họ cho mình đồ cũ mình mặc thôi chứ đau bệnh không có ngàn mua thuốc mà có đâu sắm quần áo em. Dạ. Con cũng vậy mà chị cũng vậy, mình cũng vậy luôn. Dạ. Cứ ai cho đồ cũ có nhiều mặc nhiều vậy. Mặc xong rồi không giặt, cứ đỡ cái tùm lum ở đây ha. Có chứ, có giặt chứ. Dạ. Sao thấy tùm lum tùm la, thấy đỡ tùm lum tùm la. Dạ. Cứ kiểu như ông bà già xưa cứ nói cũ giặt cất có nơi, kiểu như mình để dành em à. Để dành. À đó. Dạ. Vậy. Chị đỡ như thế này đó, cái nào mà không dùng được đó chị bỏ đi. Chị bỏ đi chứ đỡ như vậy là cháu nhỏ nhiều khi nó bị ẩm trong đây đó chị, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình mình. Rồi ở trên đây thì chắc là muỗi lắm đó chị. Muỗi nhiều lắm. Dạ. Ở đây rừng núi mà muỗi bài bài như bài ong vậy. Dạ. Mà có hồi nãy giờ nó chỉ chuyên môn ăn hiếp mấy người lạ không á nha, cho mấy người quen ở đây nó không cắn. Nó quen rồi. Gì đó. Nó thấy chắc ai không? Lạ tới. Chắc em hồi nãy giờ em đâu cắn. Cắn đâu, chắc em cũng đi vô ngõ này vô nọ đó, chắc nó quen, chắc nó quen mùi rồi. Phương cũng nói giỡn đó mà con có bán chị. Rồi cháu học đó thì hàng tháng là cháu có học thêm mà tốn tiền gì không? Có một môn như vậy là 150 em. Dạ. Hai môn mà 300. Dạ. Đó chị cũng đi nhôm dựa vậy, cái nào có bán liền là chị bán, rồi kiếm cái đồng tiền cứ xây tròn vậy á.
rồi khi nào rảnh là bắt đầu mình cũng lựa mình bán lần lần vậy đó. Dạ. Cho nên chị cứ qua đường chị chạy miết à. Đi miết hả? Cái này tuổi ngựa cho nên chạy miết qua đường à. Cháu thì học quỹ không có bán trú. Có, chị gửi bán trú luôn. Bán trú là một tháng bao nhiêu? Một tháng là 800 mấy, 900 một tháng hay. Dạ. Còn thu nhập của chị là một tháng kiếm được 3 triệu không? Thì mình đi đều là cũng có em. Dạ. Đi đều là cũng được 100.000 á. Dạ. Cuộc sống cũng khó khăn. Đó. Rồi nấu là toàn là nấu củi thôi. Thì đó, nấu vậy đó. Dạ. Giờ này chị đi chợ chưa? Cái quán ở dưới đường này gần lắm em à. Xuống mua một chút rau, một chút cỏ gì nấu một chút mà. Ở nhà còn gạo không? Còn mua cục 5kg nhỏ vậy á. Dạ. Về nấu hết rồi mua lại. Dạ. Chứ không có để nhiều tại ở đây chuột đồ hết. Dạ. Rồi chị có, bây giờ em tới thăm chị đó, gửi cho chị một ít quà, nói chung là không nhiều. Đúng rồi. Rồi chị có mong gì không nữa không? Mong gì không? Nói chung là ý nguyện chị là chị cũng không mong gì em à. Dạ. Cứ mong sao rồi trời hoặc thương phù hộ sức khỏe sống hàng ngày vậy được rồi. Dạ. Mong cho bé học rồi đó. Thế, em bé nói học môn toán là nó 9 điểm rồi mà. Chị có mong là được có... những cái khoản tiền mà để cho cháu học rồi mua quần áo cho cháu không? Chủ yếu là chị cần cái tiền học là chính em à. Còn quần áo là có sao mặc vậy, cứ ai cho đồ cũ cũng vẫn mặc đi học được. Đó. Dạ. Chủ yếu là cái tiền học á, nó tiền, nặng. Dạ, tiền học á ha. Là bao nhiêu? Hồi nãy chị nói nhiều. Một tháng bán trú là 900, rồi tiền học hai môn là 300 nữa, 150 một môn. Dạ, một tháng là 1.000.000 hả? Chị cũng mong là tháng nào cũng có 1.000.000 để cho chị đỡ lo ha. Thì đó. Dạ. Là điều con cái mình khổ quá, mình cũng không biết dựa dẫm vào ai, mình cứ sống lại vậy. Dạ. Coi như là bữa nay là em có coi như là có duyên gặp chị đi ha. Thì em cũng bây giờ như thế này. Em còn giữ tiền của em Hưng á, Việt Kiều Mỹ á. Nói chung là cũng không là nhiều. Dạ. Nói chung là của ít lòng nhiều em à. Dạ. Cái kiểu nó vậy á. Dạ. Miễn sao ấy được rồi cho mình cũng không đòi hỏi chi cho nhiều. Dạ. Tấm lòng là cao cả, là quý rồi. Dạ. Đó. Cái áo chị mặc á. Hồi giờ em mới thấy đó. Chị áo hư là sao mà chị cột dây thun đây nè. Chị cứ chiêu con vậy á. Cứ miễn sao lấy dây thun trùm cái cổ lại cho nó dính cái áo trong thân người vậy được rồi. Dạ. Đó. Tại vì từ hồi nhỏ giờ không cha, không mẹ, không ông, không bà, cứ hai chị em dẫn nhau đi lưu lạc tứ xứ này kia nọ, nói chung cuộc đời nó vất vả lắm. Cho nên là mình không có mong gì á, miễn sao mong là sức khỏe ngày ba bữa đều đều vậy được rồi. Giờ mình nghèo khổ mà đòi hỏi chi đâu ra. Chị tên gì chị? Này là Trần Thị Hoa. Dạ. Tên của chị ở trong giấy tờ thì Trần Thị Thơm, nhưng mà ở ngoài là kêu tên Liễu, tên ở nhà là tên chị đó. Tên của chị là tên Liễu. Rồi giấy tờ của chị đó có đầy đủ như là đã mình mua bảo hiểm không? Có đầy đủ, chị có mua bảo hiểm rồi hết rồi. Hộ khẩu chị ở đâu? Hộ khẩu chị là làm ở đây luôn. Chị là cũng có hộ khẩu, giấy tờ cũng đầy đủ rồi ha. Rồi giấy tờ bảo hiểm nó cũng đầy đủ nè ha. Có đầy đủ. Dạ, cũng được. Vì mình nghèo á em, là sợ khi đau khi bệnh nữa. Dạ. Cho cũng nên hồi đợt kia chị bệnh nặng lắm mà họ đưa vô phòng cấp cứu là bác sĩ nó báo là đưa về nhà lo hậu sự đi đó. Dạ. Cho nó không chạy đâu, nhưng mà nhờ khốn phường đồ ở đây đi quyên góp xin tiền giùm á. Dạ. Rồi năn nỉ nó chạy chữa giùm cho, một ngày tới mấy triệu luôn. Dạ. Cho nên là từ hồi đó tới giờ rút kinh nghiệm là phải lo bảo hiểm. Dạ, phải mua bảo hiểm đó chị. Cái gì cũng phải có bảo hiểm. Rồi bây giờ em sẽ gửi cái tiền này, em cũng còn giữ tiền đó. Gửi cho chị ha. Thì nếu mà em đăng cái clip này lên đó, nếu mà có cái khán giả nào mà thương chị đó, em sẽ quay lại. Nhưng mà em nói đó là em chỉ nói vậy thôi, cái gì cũng có duyên cả. Dạ, đúng rồi. Chứ thôi chị cũng đừng có mong cái gì ha. Đúng rồi, nghĩa là đó, chị cũng biết mà. Đâu nó cũng là cái duyên luôn. Dạ.
mỗi lần mà chị đi đó là đạp xe đi lượm dây chai là cách đây không bao nhiêu cây số, đi ra về thành phố Nha Trang đồ á, xuống khu du lịch dưới đó nó mới có đồ rồi có kịp nấu ăn cho cháu rồi chị của chị không? Cháu thì đi gửi bán trú cả ngày, sáng trở đi chiều trở về rồi mình lo cho chị này ăn uống xong mới bắt đầu chị đi. Chị cũng sắp xếp vậy đó. Bây giờ em sẽ gửi, tại vì cũng nhiều hoàn cảnh em đi đó. Chị cũng biết. Em cũng còn giữ tiền của em Hưng. Thì cũng đi tới đâu thì gửi một bà con một ít, của ít lòng nhiều thôi. Bây giờ em sẽ gửi cho chị ha. Đây là 500 nghìn. Đây chị đếm lại giùm em ha. Đây là của em Hưng Việt Kiều Mỹ đó. Ha. Có gì chị cũng cảm ơn ba em rất nhiều nha. Cảm ơn cái em Việt Kiều á, đừng cảm ơn em chi. Thì trước nhất á thì cũng cảm ơn em, mà sau đó cũng cảm ơn em Việt Kiều rất nhiều, thì cũng nhờ mấy em quan tâm đi tìm hiểu ngày nọ rồi mới biết chứ. Còn em Việt Kiều chỉ ở một chỗ thôi sao biết được. Cũng có em này không có em đi, giống có em này sao em lấy em đi. Thôi cô ít làm nhiều. Mong rằng thì chị giữ gìn sức khỏe ha. Rồi có duyên thì em sẽ gặp lại gia đình chị. Bây giờ chị nhắc lại chị tên gì và hiện tại gì, chị ở vị trí nào chị nói trên video của em ha. Nếu mà em không đến thì có những khán giả đó rồi hay là họ đi ngang qua đây đó để ghé chị. Bây giờ chị nói cái địa chỉ của chị. Đang ở thôn Đất Lành, xã Quỳnh Thái. Tổ 19 á. Số nhà thì 16 còn đường số 6 á. Còn thành phố Nha Trang thì ai cũng biết rồi. Chị Liễu ha. Chị Liễu. Rồi bây giờ thì em phải đi nơi khác. Thì đó. Cố gắng lên ha. Có duyên thì em lại gặp gia đình mình ha. Rồi có gì chị cũng cảm em ơn ba em rất nhiều nha. Tại vì mấy em cũng đâu có rảnh đâu, còn phải đi nhiều nơi nữa mà. Thì tới đây thì Phương cũng lên đây, hoàn cảnh đây thì Phương cũng lên quay đó, thì ở thì cũng tạm bợ thôi. Tôn á thì tôn cũng không còn nguyên vẹn nữa. Thì cũng lỗ liếc rồi, cái đoạn đây thì cũng không có che đâu, cái đây thì gió mạnh là nó dở luôn á. Gió mạnh là nó đẩy đi hết luôn á. Nếu gió mạnh thì có lỡ chuyện gì chị tới hàng xóm chứ. Thì đúng rồi, năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần mà tới mùa bão là tới nhà hàng xóm ở nhờ một bữa hai bữa vậy á. Rồi chị làm ha. Rồi có gì thì có duyên gặp lại chị ha. Rồi. Hồi nãy giờ Phương nói chuyện Phương cũng quên đó, sáng nay Phương cũng đi cũng đỡ trong xe đó một số giấy mời bà con đã phát cho bà con nghèo ở bên trường đó, bà con có bán chị. Còn Phương còn 10 phiếu thì cái chị này đó, cái phần phần quà của chị này là chị Amy, thì chị cũng hay gửi tiền cho Phương để giúp bà con ở bên trường đó, mà con có bán chị. Bây giờ em sẽ gửi thêm cho chị ha. Hồi nãy là tiền của em Hưng rồi, em sẽ gửi cho chị một cái phiếu, là cái phiếu này đó là chị xuống nhận quà ha. Em sẽ ghi trong cái số điện thoại này, chị không biết đường đó, chị nhớ gọi cho em nha, để em chỉ đường cho chị. 9 giờ nha chị, ngày mai đó là 8 giờ chị chở bé về chưa? Lúc đó là cho cháu đi học rồi là chị rảnh là chị đi luôn. Nhớ xuống sớm nha. 9 giờ nha, ngày 14. Bữa nay là 13 rồi, ngày mai nha chị. Rồi chị nhận một phần quà ha. Rồi tới đây thì chị cũng em cũng chia tay gia đình chị ha. Rồi nhớ anh chị đã có một phần quà chị, nếu mà chị không đến đó là cái chị Việt Kiều này đó là chị cũng phải di chuyển một đúng cái rồi. Khác nữa là mình không có quà đó. Cố gắng phải đến chứ không thôi mất quyền lợi mình đó. Chị cố gắng đến sớm nha. Nhưng mà mình không đến cũng phụ lòng em nữa đó. Không có lòng mà. Của một đồng công tới lượng luôn mà. Vậy thôi nha chị. Rồi nhỏ giờ chị không có được học hành gì hết á, chị dốt gì đâu biết chữ A chữ B nào đâu. Thì cố gắng cho cháu học ha. Em đăng cái clip này lên đó, nếu mà khán giả nào đó có thương gia đình chị đó, rồi thương bé nè, thì em sẽ quay gia đình quay lại gia đình chị nha. Rồi tới đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại. Rồi em chào chị nha, chào cả nhà. Cảm ơn rất nhiều. Dạ.